Hello, dân biển miền Tây Hòn Tre mến chào bà con, cô bác, cô chú, anh chị nha. Hôm nay dân biển miền Tây mình sẽ xuống đi trải nghiệm theo ghe xịp để quay clip cho bà con mình xem nha bà con. Thì ghe xịp này bữa nay đi ủi cá cơm bà con ơi. Bây giờ mình xuống Công Thiệp hay bà con mình chia sẻ cho bà con mình nha. Thì đêm nay thu hoạch cá cơm được bao nhiêu nha bà con ơi, bà con mình theo dõi nha bà con ơi. Đó, cái miếng xịp đó là cái đục. Thì miếng xịp này ủi cỡ khoảng 10 phút 15 phút cho đó bà con, thấy có cá mình nhiều mình rút đục ha. Hiện tại giờ dòm thấy cũng có cá nhảy lại ra đó bà con. Đó, cá cơm, cá suốt đó. Lấy đục đầu tiên nha bà con. Đục đầu tiên được bao nhiêu nè. Đó, cá này cá suốt. Cái gói đục rồi bà con ơi, gói mắc sở ra. Bị ngạt lâu quá. Sở ra miệng xẹp này nó chưa im, nó cũng còn dính dính hoài, mắc sở ra cho nó thông bà con ơi. Rất làm miệng xẹp khác nó suông sẻ nó mới ngon lành. Thứ hai nha bà con. Dính bà gác rồi nó vô các bà con. Cá rỗi, cá suốt, cá cơm. Cá này còn tư này bà con về sáng tới chanh một cái ăn đàn luôn nha bà con mình. Thì cái đốt có một cây đèn nè bà con ơi. Đèn lát đó. Ghe lớn thì ta đốt qua đèn nhiều lắm, còn ghe nhỏ thì mình chỉ làm một cây thôi ha, ủi kiếm cá rồi về để nuôi cá khỏi mua mồi. Còn mấy chiếc ghe xịp và chuyên nghiệp này khác nữa nghe bà con mình, ghe xịp chuyên nghiệp người ta ủi là cá với mực rồi nhiều lắm. Còn mấy anh em bên đây thì chủ yếu là làm để kiếm cá về cho cá nha, đi ăn cá. Ban đêm mà nó cũng không có sáng cho mấy bà con mình xem mà cũng thông cảm nha, quay cũng có lúc tối lúc sáng á, đèn bực 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 bực. Bà con xem thấy có hay bà con mình ủng hộ cho mình một like và một lượt đăng ký kênh nha bà con, để mình có động lực làm những cái video khác nha bà con ơi. Có bà con mình có thấy mình quay có thiếu thốn hay hoặc cái gì đó bà con mình để mình đăng ký cho mình biết, mình sửa đổi càng video sau đăng cho càng ngày nó phát triển hay hơn nha bà con mình. Chân ga mình cũng mới làm cũng chưa có hoàn hảo cho mấy nha, thì bà con mình nào biết thì chỉ cho mình những cái cách nào nó phong phú thêm đó thì để cho mình sửa đổi nha bà con. Đó, thấy có cá nhảy lại gài bà con ơi. Đó, cá cơm thì đẩy xịp thì nó có gì đó bà con, đó hai gọng xịp hai bên. Để chiếc đầu miệng xịp mình thì mình để một cái phao bà con ơi. Cái này là đường xuống ngay chân chỗ đục ha, cá cơm nó xuống dọn đục. Trong hòn thì cái gọng xẹp này nói chung ra dài cỡ khoảng 5 mét rồi bà con ơi, 5-6 mét rồi, 6 mét rồi, mình đón đón. Nè, thấy không, lên được thứ 3, cá thứ 3 nè, có cá nè. Mày hay phải tập ra được mấy cái cá vậy nè. Đó, vô con sứa bà con ơi. Chưa, chứ bự quá. Chứ này ăn được nha bà con, mà có cái mình cái cách làm của mình thì không biết làm ăn không được nha. Cái chỗ nhà sứa người ta mua đó, ta về ta làm nó ăn được cho bà con mình. Mua ống nè bà con. Đó. Chà, ống không có mới tùy ha. Ống này nó có mì, mình làm có mì đêm kia cái tới luôn ta. Đó, từ. Ơ,
mình lựa cá trong bự ra, cá cơm mình lựa cá gỏi bự bự ra mình tái canh bà con mình. Cá này nè. Từ giờ mình tới chanh ăn là nó ngon nghe, chứ mà nếu mình qua nước tá rồi tới chanh ăn nó không có bằng đâu. Con gà chưa và chà bá chứ là kêu bằng chiếc cơm. Bỏ sữa không có cáo quá. Cơm cá rỗi cá đói ống rồi cá suốt đó, nói chung ra đủ loại cá cho bà con mình, cá gì nó vô là dính thì, đặc biệt là mấy con cá rỗi là nhiều, cá cơm là nhiều, cá suốt rồi là nhiều, mấy cái loại đó nó nhiều, mực cá ống loại này kia thì ít. Ở này mình nổi trên mặt không à, mình nổi chủ yếu là bắt cá để mà cho về mình nuôi cá bà con, nuôi cá ăn á, chủ yếu là bắt cá thôi. Đi mấy anh em nè, ba anh em. Đây cái đầm vừa tư thôi. Nhưng mà tao đang tiếp tục này, nãy giờ cũng năm tư cũng năm vậy nè. Wow, không ngay bày ra nó đừng ngay bày là mau lên ký lắm, cá đục cả khoảng 10 phút 15 phút rồi lấy cái rồi bà con mình. Oh, cá nhảy xấu chân ha. Buộc lại đàng hoàng nha, để thôi nó buộc cá tiền. Ồ, tiếp tục đục. Thứ năm, thứ sáu gì đây? Bây giờ cũng quên rồi. Đục này bự hơn cái đục nãy. Đục này cũng cỡ 7 đến ký. Đục ký à. Cá thôi mà con mình ơi. Bây giờ đừng gieo cái này. Thì đẩy không thấy mới bị gác một bình rồi nó trôi vô. Ồ, quá. Có một ống à. Bây giờ cũng bộn heo muốn gần đầy thùng rồi bà con mình. Cái đại cái phi này là tới đại cái phi này tới mấy chục ký luôn nha bà con mình. Có dùng dùng kia người ta kêu bằng te xịt phải bà con. Còn mạnh với này mình kia mình đẩy xịt. Trời ơi, trên ta kêu mình té xịt. Nhiều chỗ nó kêu khác nhau nha bà con mình. Đó, ông ống này. Ui, cái này mình ống dữ ta. Quá à. Có đông con luôn. Đâu. Có gạo em. Có con luôn. Ở này có mày chơi, có mày tới đâu. Đây có mày bỏ về tới luôn nha bà con mình. Con tư này đem lên nó mì là ăn nó rất là ngọt. Một bầu nữa nè. Oh, wow. Con mì ăn rất là ok nha bà con mình. Không, bà con mình nữa có trải nghiệm đi theo mà gia sư thì nhớ đem cái lò theo ha, có mì rồi theo ha. Còn đầu mực tư này lên mà đem ra là mình chơi vô nồi nước sôi ha. Lúc thì có mì, hai ba gói mì đưa lên ha, tới rồi bà con ơi. Bà con mình có muốn đi du lịch trải nghiệm theo gia thiệt thì bà con xuống Kiên Giang mình á, chắc chiều mình đi hỏi thăm theo gia thiệt thì mình nó xin đi theo bà con ơi, cho một đêm để trải nghiệm ha bà con. Đi mình đem đồ nghề đây, đem thủ đồ ăn rồi coi bà con. Đây rất là cá tươi nha, đầu lên mình có đồ tươi ăn nha. Hai trải nghiệm nha, cái cuộc sống tình hữu nha. Giờ bữa nay nó không chín thùng nữa mà. Giờ bữa nay nó im bà con ơi.
Thì em cũng đỡ đi, thì ngay cái lúc trời yên thì nó khỏe lắm. Thì sống thì nó, về sống thì cũng có mà ít lắm, sống cá nó không nổi, không cứng. Không nghe giờ có nhiều rồi coi. Má này có mì, nấu mì tới luôn rồi. Lấy bạn gác ra như lửa, lấy bằng một bọc ra thống một ra bắt mấy cái chạy thẳng này ra đằng ngày sáng tới chanh rồi mày không mày không biết ra đâu nấu lại rồi. À thùng này có nhiêu cái vậy? Nó dính con mực ở trên miếng lưới rồi mình phải phân phân ra rồi mình vũ mình lấy con mực bắt mực rồi thôi. Xong rồi mình xong cái này mình cuốn xịt rồi mình vô nha bà con. Rồi giấc này cũng phi rồi. Bây giờ sáng rồi, tháng này cá nó cũng yếu rồi thôi mình thấy rằng mình cuốn con xịt mình vô bà thôi. Cá là gì nha bà con. Còn thấy có hay thì bà con mình ủng hộ cho mình một like ha, và mình đăng ký kênh ha, để bà con mình đón những cái video tiếp theo của mình nha bà con mình. Cá này là mình đợi ra đang tới chanh bà con ơi. Giờ nó đi có đem dừa thêm được ống, bây giờ đêm nay được nhiều được ống ha, đi được nhiều cá đó bà con, nhiều cá đó cũng tới 4 ký nha bà con, để mình đón đón ha. Đói cái nhỏ được một đống chơi hơn sao đầy tô này cả nhà ơi, cái nửa phi con thấy có hay thì bà con ủng hộ mình nha, cho mình một like, cho một lượt đăng ký kênh nha, để mình đón những video tiếp theo nha bà con ơi. Thì video mình quay đến đây cũng dài, chắc mình cũng lẽ muốn kết thúc video ở đây nha bà con mình. Quá trời tư ngon hơn cá bà con mình muốn tới chanh là cá này tư là ok ha bà con. Wow. Rồi vậy đó bay nhà nha, mà mình clip này nha. Nhà thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh nha. Rồi bye bye. Rồi vậy thôi bà con ơi, bye bye bà con nha, bà con clip chào nha.